video này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số cây thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh viêm gan C và cách dùng những cây thuốc nam trong việc điều trị bệnh viêm gan C an toàn, tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao. Một bạn ở Hà Nội có gửi câu hỏi như sau: tôi có người nhà bị viêm gan C và muốn điều trị bằng cây thuốc nam. Tôi đã tham khảo rất là nhiều bài thuốc trên website của nhà thuốc mình. Tuy nhiên thì tôi muốn hỏi nhà thuốc là bài thuốc nào điều trị bệnh viêm gan C hiệu quả nhất, liều dùng và cách dùng như thế nào. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ nhà thuốc. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Viêm gan C là bệnh do chủng virus viêm gan C gây nên. Chủng virus này thì được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1989. Hiện nay thì trên thế giới vẫn chưa tìm ra được vaccine phòng ngừa bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể điều trị được căn bệnh này. Phương pháp điều trị bệnh viêm gan C thì có hai phương pháp. Thứ nhất là theo Tây y thì đã có một số thuốc được sử dụng để điều trị căn bệnh này. Đó là hai loại thuốc interferon và ribavirin. Đây là hai loại thuốc được nhiều bệnh nhân viêm gan C sử dụng nhất hiện nay. Thứ hai là thuốc nam. Thì hiện nay để tăng cường hiệu quả điều trị viêm gan C, giúp hạ men gan, phục hồi chức năng gan và điều trị bệnh viêm gan C thì bệnh nhân được khuyên là nên sử dụng những vị thuốc như sau. Thứ nhất là nấm liên xanh, gà gai leo, cây sả đen và thân cây mật gấu miền Bắc. Liều dùng các vị thuốc trên như sau: nấm liên xanh 20g, cà gai leo 30g, cây sả đen 30g và thân cây mật gấu khoảng từ 5 đến 7g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Với cách làm đơn giản như trên thì rất là nhiều những bệnh nhân viêm gan C đã điều trị khỏi bệnh mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.